á. Mình đây thôi, mấy tháng vậy nè, đâu có rảnh đâu, không học biết rồi nè. Học nghe nhiều. Không có thời gian, không có thời gian chở hắn đi luôn á. Không có thời gian để cho mình chở hắn đi. À, ráng 10 phút nữa cho xong cái mụn đầu đen nha. Bán xà khá lợi bá, nên sau có quạt đó. Để quay nha. Giờ quậy rồi đó. Ráng nghe xíu gì nha. Chờ tất cả người tha lắm nha. Đậu chỗ cho miệng. Đừng ngái chân rùng rùng lắng nghe à. Rị ra thâu đó chứ nặng nặng nó chắc xỉu luôn. Chậm lắm luôn rồi.
cái mũi của ổng kìa. Nên thôi, mà chắc nặng chịu không nổi. Đi hồi đào nghe, ra nghe. Mụn ngùm lì này chứ phải. Được đùng đùng. Thấy mụn không dám nặng nữa. Coi như chắc người ta lát mắt không đấy. Được được được. 3 phút nữa. Cái gì cái gì nè. Nhổ hơn nó ra gì hơn. Đừng nhớ nè em ơi. Thank you.
Lâu mấy cục nữa là xong rồi. Ráng tắt đi Phúc à.